Mưa lớn kéo dài từ tối qua đến sáng nay ngày 13 tháng 11 đã khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ngập nặng. Theo ghi nhận, sáng nay tại thành phố Vinh trời âm u, nhiều thời điểm mưa như trút nước. Nhiều tuyến đường như Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo ngập sâu trong nước. Vì là sáng đầu tuần nên người đi học, đi làm đông, cộng với việc ngập nước khiến nhiều tuyến đường bị ách tắc, nhiều xe bị chết máy,